Chelsea chán Coutinho, chuyển sang mục tiêu của MU. Chelsea đã được liên kết mạnh mẽ với động thái chuyển nhượng tiền vệ Philippe Coutinho của Barcelona trong những tuần gần đây. Nhưng dường như đã có một sự thay đổi của The Blue khi họ muốn chuyển hướng sang mục tiêu khác là tiền vệ Kai Havertz của Leverkusen. Chuyển tới Barca từ Liverpool với mức phí 105 triệu bảng, tính cả biên phí là 142 triệu bảng vào tháng 1 2018. Coutinho được kỳ vọng sẽ trở thành người thay thế tuyệt vời cho người đồng hương Neymar mới rời sân Nou Camp. Tuy nhiên sau khoảng thời gian đầy hòa nhập khá tốt, cầu thủ người Brazil dần đánh mất mình. Đầu mùa giải này, Coutinho bị đem cho Bayern Munich mượn cùng điều khoản mua đứt. Tuy nhiên đội bóng nước Đức không quá mặn mà trong việc chi ra khoản tiền lớn để mua lại Coutinho. Trong khi đó tại Barcelona lúc này, huấn luyện viên Quique Setién lại được cho là cũng không có kế hoạch sử dụng cầu thủ 27 tuổi trong đội hình. Trước tình cảnh bi đát của Coutinho, ban lãnh đạo Barcelona lúc này đang nỗ lực tìm kiếm đối tác bán ngôi sao người Brazil. Chelsea thời gian qua liên tục nhắc đến trong việc muốn đưa Coutinho trở lại Hoàng Anh. Đội chủ sân Sabolic được cho là rất muốn có thêm một bản hợp đồng nữa sau khi chiêu mộ được Hakim Ziyech. Theo tờ The Atlantic đưa tin, sự quan tâm của Chelsea đối với Coutinho không mạnh mẽ như suy nghĩ ban đầu, và thay vào đó đội bóng thành London muốn tập trung vào mục tiêu khác là ngôi sao của Bayer Leverkusen Kai Havertz. Cầu thủ người Đức lúc này cũng nhận được sự quan tâm rất lớn từ hai đại diện Hoàng Anh khác là MU và Liverpool. Barca sẽ bán Sergio Roberto. Sergio Roberto là cầu thủ không thể đụng đến ở Barca nhờ có khả năng chuyên môn tốt và vị thế của một đội phó ở Barca. Nhưng điều này đã thay đổi. Đội phó của Barcelona đang nằm trong nhóm các cầu thủ sắp bị bán trong kỳ chuyển nhượng hè này. Bất ngờ thậm chí nhiều cổ động viên Barca đã không tin khi nghe thông tin vị thế của Roberto đang lung lay dữ dội ở Nou Camp. Chỉ vì Barcelona nhận thấy họ không cần đến Roberto nữa. Barca sẵn sàng lắng nghe bất kỳ lời đề nghị nào hỏi mua Roberto. Hiện Juventus và một số câu lạc bộ ở Premier League đang tỏ ra rất quan tâm tới tương lai của hậu vệ tài năng này. Tất nhiên ý định bán Roberto, cầu thủ có thể chơi tốt ở vai trò hậu vệ cánh phải và tiền vệ, lại đang là trụ cột của Barcelona, thật sự khó hiểu và bất ngờ. Đặc biệt là chỉ không lâu trước đó, Barca còn thẳng thừng từ chối lời đề nghị mua hậu vệ 27 tuổi này với giá 65 triệu euro. Nhưng mặc cho những thắc mắc và phản ứng yêu cầu lãnh đạo không nên bán đi một sản phẩm của học viện La Masia, Barca vẫn giữ nguyên ý định chuyển nhượng kể trên. Vậy điều gì khiến cho Barcelona kiên quyết bán Roberto? Theo giới quan sát, nhiều khả năng vì Barca đang cần tiền để tăng cường cho hàng công, cụ thể là đưa Neymar trở lại Nou Camp và mua thêm chân sút Lautaro Martinez của Inter Milan, nên Roberto sẽ trở thành vật hy sinh. Arsenal định giá sốc cho Aubameyang, các ông lớn mừng thầm. Không muốn mất trắng tiền đạo số 1, Arsenal đã phải đưa ra mức giá 30 triệu bảng cho Emelec Aubameyang. Và điều này khiến cho các ông lớn như Manchester United hay Barcelona không khỏi mừng thầm. Tiền đạo 30 tuổi người Gabon chỉ còn 14 tháng trong hợp đồng với Arsenal và anh vẫn chưa đồng ý gia hạn. Điều này khiến cho pháo thủ rơi vào tình trạng khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh tình hình tài chính bi đát vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Aubameyang là một trong những ngôi sao quan trọng nhất của Arsenal và thông thường anh sẽ có giá khoảng 5 năm đến 60 triệu bảng nếu không phải sắp hết hạn hợp đồng. Do cầu thủ này đang đòi tăng lương mới chịu gia hạn hợp đồng, trong khi Arsenal không có khả năng chi trả, nên họ có nguy cơ mất trắng Aubameyang nếu không bán gấp ở phiên chợ hè 2020. Pháo thủ sẽ phải chấp nhận mức giá bán khoảng 30 triệu bảng. Đây là tin rất đáng chú ý với Barcelona, đội bóng đang theo dõi cựu thủ Dortmund suốt thời gian qua. Ngoài ra khá nhiều đội bóng ở Anh cũng đang mừng thầm như Manchester United hay Chelsea. MU đang cần một tiền đạo như Aubameyang để cạnh tranh danh hiệu với Liverpool và Man City ở mùa giải mới. Do vậy sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Quỷ Đỏ chiêu mộ chân sút người Á Bông trong hè này. Trong khi đó, theo tờ AFPN, Chelsea đã để mắt tới Aubameyang từ lâu. The Blue muốn đưa tiền đạo người Á Bông về Sambolic để tăng cường sức mạnh hàng công của mình khi Tammy Abraham còn non nớt, trong khi Oliver Zolu và Michy Batshuayi chỉ mang lại thất vọng. MU có thể tìm thấy bản hợp đồng hoàn hảo trong mùa hè này. Tại mỗi kỳ chuyển nhượng, Manchester United luôn có hàng tá danh sách mục tiêu. Mùa hè này, họ có thể tìm thấy một bản hợp đồng hoàn hảo với tiền đạo Moussa Dembélé của Lyon. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã cho thấy lộ trình đúng đắn để xây dựng lại đế chế Manchester United. Ông đã đẩy đi khá nhiều cầu thủ không còn phù hợp và mang về 5 tân binh chất lượng. Tuy nhiên, để thực sự đưa Manchester United vĩ đại trở lại, vị trí lực gia người Na Uy vẫn cần bổ sung nhân sự. Cách đây vài ngày, phó chủ tịch Ed Woodward đã tuyên bố Quỷ Đỏ sẽ không bỏ ra quá nhiều tiền cho các thương vụ trong mùa hè này do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
Do đó sâu xa cần tìm cho mình một mục tiêu phù hợp, vừa chất lượng vừa không quá đắt. Nhiều nguồn tin cho rằng MU muốn mua một cầu thủ chạy cánh phải chất lượng như Jadon Sancho, một trung vệ hàng đầu như Kalidou Koulibaly, một tiền vệ trung tâm đắt giá như James Maddison hay Jack Grealish và một tiền đạo đẳng cấp như Harry Kane. Tuy nhiên, cầu thủ môn Burnley cho rằng đội bóng cũ cần mang về một tiền đạo vừa trẻ trung vừa ổn định như Moussa Dembélé của Lyon. Cầu thủ 23 tuổi người Pháp đã ghi 51 bàn thắng sau 94 trận cho Celtic trước khi chuyển sang Lyon vào mùa hè năm 2018. Anh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với 42 bàn sau 88 lần ra sân cho Lyon. Một điều đặc biệt là mùa giải này, dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Dembélé chỉ là 16,52, nhưng anh đã ghi tới 22 bàn. Tiền đạo có nguồn thể lực dồi dào này có thể ghi bàn từ những tình huống tưởng như không thể. Về bản chất, anh là một phiên bản nâng cấp của Odion Ighalo với tỷ lệ dứt điểm chính xác là 47,6%. Mùa giải này, Dembélé mới chỉ bỏ lỡ 5 cơ hội rõ ràng. Nhưng không chỉ sở hữu thống kê ấn tượng, Dembélé còn là một sự đầu tư an toàn lâu dài khi anh mới 23 tuổi và còn rất nhiều tiềm năng chưa bộc phát hết. Hơn thế nữa, mức giá của anh không quá đắt, chỉ khoảng 60 triệu bảng. Bayern đã thỏa thuận với trung vệ được cả Premier League thèm muốn. Theo tiết lộ của tờ Berlin, trung vệ Dayot Upamecano của Leipzig đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Bayern Munich để thực hiện một vụ chuyển nhượng trong mùa hè này. Upamecano ký hợp đồng với Leipzig từ Salzburg vào mùa hè 2017. Hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn 12 tháng, nhưng cầu thủ này lại không muốn gia hạn. Trung vệ người Pháp có điều khoản mua đất trị giá 52 triệu bảng và Leipzig đã khẩn trương tìm cách bán anh với giá cao nhất có thể nếu không muốn mất trắng vào mùa hè năm sau. Khá nhiều câu lạc bộ tại Premier League như Manchester United hay Arsenal từng bày tỏ sự quan tâm tới Upamecano, nhưng có vẻ như Bayern Munich đã là người chiến thắng. Tờ Berlin cho biết một thỏa thuận giữa cầu thủ này và hùng xám xứ Bavaria đã được thiết lập, nhưng vẫn chưa rõ mức phí chuyển nhượng là bao nhiêu. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Bayern sẽ không muốn chi tới 52 triệu bảng cho cầu thủ 21 tuổi. Thay vào đó, họ sẽ tìm cách hạ giá hoặc đính kèm ngôi sao của mình. Upamecano đã có 29 lần ra sân cho Leipzig trên mọi đấu trường mùa này, bao gồm 6/8 trận ở Champions League. Trong số các trung vệ tại năm giải hàng đầu châu Âu mùa này, chỉ có Van Dijk của Liverpool 7,4 điểm là được Watson chấm điểm cao hơn Upamecano 7,23. Thêm vào đó, trong số những cầu thủ U21 tại năm giải hàng đầu châu Âu mùa này, Upamecano có nhiều đường truyền trung bình cao nhất trận với 72,7 đường truyền trên một trận. Phong độ chói sáng của Upamecano giúp Leipzig bay cao tại mùa giải năm nay khi đã vào tứ kết Champions League và chỉ kém đội đầu bảng Bayern Munich 5 điểm trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa này. Barca dùng bộ đôi 267 triệu bảng để đổi lấy những bom tấn mới. Hai bản hợp đồng kỷ lục Philippe Coutinho và Ousmane Dembélé đã được Barca dùng làm điều kiện trao đổi với các đội bóng khác để mang về những bom tấn mới như Neymar hay Lautaro Martinez. Coutinho vẫn đang là bản hợp đồng đắt giá nhất mà một câu lạc bộ Premier League từng bán đi khi anh chuyển từ Liverpool sang Barcelona năm 2018. Trong khi đó, Barca cũng phải bỏ ra 124,5 triệu bảng cho Dortmund để có được Dembélé vào năm 2017. Tuy nhiên, cả hai đều không chứng minh được năng lực. Và theo tờ Telegraph, họ sẽ nằm trong số những cầu thủ mà Barca sẵn sàng đem trao đổi với các câu lạc bộ khác để mang về những bom tấn mới trong khi chuyển nhượng hè 2020. Do những khó khăn về tài chính bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Barca nằm trong số những đội bóng buộc phải tìm cách trao đổi cầu thủ thay vì dùng một lượng tiền mặt lớn để chuyển nhượng. Coutinho hiện đang thi đấu thời gian cho mượn tại Bayern Munich, nhưng câu lạc bộ này không ý định mua đứt anh. Chelsea tưởng như đã tiến sát cầu thủ người Brazil, nhưng có vẻ như họ đã chuyển hướng sang Kai Havertz của Bayer Leverkusen. Trong khi đó, Manchester United và Arsenal từng bày tỏ quan tâm tới Dembélé, nhưng cả hai đội bóng này đều lo ngại về tiền sử chấn thương dày đặc của cầu thủ người Pháp. Dortmund bất ngờ đàm phán với Götze và Schüller. Giám đốc điều hành Hanzo Chim Walker vừa cho hay đội bóng vùng lùm của ông sẽ đàm phán hợp đồng với hai cầu thủ Mario Götze và Andreas Schuller ngay sau khi tình hình đại dịch Covid-19 ở Đức bớt căng thẳng. Không loại trừ khả năng bộ đôi người hùng đội tuyển Đức ở trận chung kết World Cup 2014 này sẽ được gia hạn hợp đồng. Thông tin trên khiến ai nấy đều bất ngờ. Trước đó, các nguồn tin tại Đức đều khẳng định rằng cả Götze lẫn Schuller đều không còn tương lai ở Dortmund. Götze sẽ phải rời sân Signal Iduna Park trong mùa hè này theo dạng chuyển nhượng tự do. Còn Schuller sẽ phải tìm cho mình bên đôi mới sau khi hợp đồng Dortmund cho Sata Markova mượn anh mãn hạn mùa hè này. Sở dĩ có những tin đồn trên là vì Götze và Schuller đều rất thất vọng ở mùa giải này. Götze không thể khẳng định được mình và thường xuyên phải ngồi dự bị tại Dortmund.
Trong khi đó Suler sang ở nhờ Sata Markova, nhưng anh cũng không gây được ấn tượng gì nhiều. Thậm chí đội bóng của Nga cũng chẳng buồn hỏi mua đứt Suler nữa. Theo như Hello của giám đốc điều hành, sẽ đàm phán về khả năng ký hợp đồng mới với Götze và Suler. Nhưng khi đó lương thưởng của cả hai sẽ bị cắt giảm đáng kể. Hiện chưa rõ thái độ của Götze và Suler như thế nào trước động thái trên. Nhưng trường hợp Götze vẫn dứt khoát muốn chia tay Dortmund. Không thiếu đội bóng muốn có anh. Ít nhất có 3 câu lạc bộ gồm Roma, Lazio và Milan muốn trèo kéo anh sang Serie A.